Chào mọi người, quay chia sẻ cho mọi người thì những cái đơn hàng Tết, đặc biệt là phôi và mail. Mail thì bên Nấm sản xuất cho chính bên Nấm luôn, tức là cái ra phôi luôn, rồi làm theo những cái đơn đặt hàng của quý khách hàng. Hôm nay là cũng đầu tháng 9 âm lịch, thì còn cỡ 3 tháng rưỡi nữa là Tết. Đây, hiện tại trong kho là những cái đơn, cái mà Nấm đang quay đây là khách đã đặt rồi, thì chắc khoảng cỡ 2-3 hôm gì nữa thì sẽ xuất đi. Ráng mà nếu mà ngon thì chắc khoảng cỡ 5 ngày nữa là đi là đẹp. Vừa chạm đấy là đi. Thì quay ở đây thì mình muốn chia sẻ với mọi người để nó có cái động lực hơn. Rồi cũng cảm ơn tới quý khách hàng là cũng tin tưởng ủng hộ bên truyện Nấm, và nó cũng giao cho bên truyện Nấm lo cái vụ mail để sản xuất Tết. Quay lại đây, không gian thì vẫn còn một vài chỗ trống, nhưng mấy cái khúc này thì nó trống thì do nó xúc nó đi rồi thì nó còn trống. Bây giờ bắt đầu cái làm lấp cho nó kín. Bên này nhiều hơn mọi người. Đây, cái 26 nè mọi người, bên đây là ngày 5, ngày 9 ngày, ngày 5 tháng 10. Hôm nay có 31 không ha? Hình như nhớ tháng 9 dương lịch đã có 31 nè. Nhớ thì khoảng 90 ngày vậy đó. Rồi, bên này thì Nấm mới cái lúc sáng thôi, giờ này tối thì chưa thấy gì đâu. Mà có cái lô ngày hôm qua. Sáng qua cái thì này nó như này, nó sụt tơ rồi nè. Mất cái sụt ở đây. Nói chung là hầu như là ngày nào cũng chiến đấu với nó. Rồi máy báo bị yếu rồi, nó sụt tơ người ta. Rồi đây, cũng cảm ơn và cũng có động lực rồi, cứ tiếp nối. Rồi cảm ơn tất cả quý khách hàng. Thì Nấm chúc quý khách hàng sản xuất phôi đạt tỷ lệ phôi tốt. Rồi ra Nấm chúc tất cả những khách hàng mà lấy phôi bên Nấm cũng có một mùa bội thu, mà đặc biệt là mùa này là mùa mưa nha mọi người. Mọi người chăm sóc cho kỹ nha. Cái mùa mưa thì tơ rồi chạy đẹp, nhưng mà bù lại cái là cái cổ miệng nó bị ẩm, nó dễ bị hư cái cổ miệng lắm nha. Mọi người chăm cho tốt. Thì mọi thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với bên Nấm để bên Nấm chia sẻ cho mọi người kỹ hơn. Cảm ơn mọi người. Mấy nó đã yếu luôn. Cứ mỗi lô thì Nấm phải có một cái khoảng cách rộng ra để cho nó thoáng. Chào mọi người. Đẹp tơ như thế này là ok rồi đó.